Vâng, tôi Dũng Thái mới chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có buổi sáng tốt lành, thanh tâm thường an lạc, sức khỏe dồi dào. Và ngày hôm nay tôi Dũng đón tiếp một người chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh để nhờ qua kênh của tôi Dũng tìm hai người con của mình bị thất lạc một ngày gần đây. Thì ngay sau đây tôi Dũng xin mời quý vị chúng ta hãy nghe những lời tâm sự của chị để mong tìm lại hai đứa con của mình nhé. Dạ, em xin kính chào chị ạ. Dạ, em xin chào anh Tấn Dũng, chào cộng đồng mạng ạ. Dạ. À, chị có thể tự giới thiệu tên tuổi của mình và quê quán của chị. Dạ, em là Lê Thị Bình Vân, năm nay 46 tuổi, quê em ở Đắk Lắk. Dạ, quê Đắk Lắk. Dạ. À, còn hiện nay mình ở thành phố Hồ Chí Minh là mình làm công việc gì chị ha? Dạ, làm giúp việc ấy, anh. À, giúp việc nhà cho Dạ. người ta Dạ. ha. Dạ, mỗi một tháng gì thì lương chị kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, từ ngày bùng dịch giờ người cũng không có được khỏe. À, Dạ. không được khỏe. Rồi cho Lúc nên làm được lúc không vậy. à vậy ha, lúc làm được lúc không. Rồi em có nhận qua cái thông tin từ chị điện thoại cho em là Dạ. chị muốn tìm lại hai người con của mình bị thất lạc, Dạ. thì chị có thể nói cho bà con mình biết là con của chị tên gì và bao nhiêu tuổi và nguyên nhân vì sao mà cháu lại bị thất lạc. Dạ. Đứa nhỏ á là cháu tên Nguyễn Thành Nghĩa. Năm Nguyễn nay Thành Nghĩa. 24 tuổi. Cháu bị tâm thần cũng 3 năm rồi. Bị tâm thần 3 năm rồi. Dạ. Rồi chị có đưa cháu đi điều trị ở bệnh viện gì không? Dạ có, đưa đi đủ đủ chỗ hết, đưa vô bệnh viện 175 thì lúc bùng dịch lớn á mới mới bị thất lạc. Gì hả? Dạ. Là thất lạc tại nhà hay là tại trong bệnh viện chị hả? Dạ trong bệnh viện. Trong bệnh viện. Dạ. Và là chị đến thăm rồi cháu chạy ra rồi đi mất luôn hay là sao? Dạ, tới thăm cháu mất tích luôn, giờ đi tìm hoài không thấy nữa. Tức là chị thấy con mình nó chạy đi hay là chị đến thăm rồi không gặp? Dạ, tới thăm nó ra nó chạy đi, mình chạy theo đuổi theo không kịp. À Dạ. vậy hả? Rồi cháu là 24 tuổi là cháu nhỏ ha. Dạ. Rồi trước khi mà cháu phát bệnh đó là có những cái triệu chứng gì không? Nguyên nhân vì sao mà lại phát bệnh đó? Không biết nữa, nhỏ từ lúc nhỏ thì không có, mà lúc lớn lên từ lúc hai năm năm 2019 tự nhiên cháu phát bệnh vậy, tâm thần á. Gì hả? Dạ, điên loạn đó. Ở quê ai cũng biết hết á. Dạ. Dạ. Rồi cái cuộc sống hôn nhân gia đình của chị như thế nào chị hả? Dạ, gia đình em thì hai vợ chồng em ly hôn 10 năm rồi. À, ly hôn 10 năm rồi. Dạ. Rồi các cháu ở với chị hả? Dạ. Rồi chị cũng đi làm rồi nuôi con vậy đó hả? Dạ, nuôi con ăn học thì nó nhớ bố cháu không, nhớ bố á, À, nhớ đi bố. đi vô thăm bố. Nhớ bố cũng có về thăm bố ha. Dạ, vô thăm bố mới bị đi vô, em đưa nó vô bệnh viện thì nó bị thất lạc luôn. Dạ. Dạ. Rồi còn đứa cháu lớn Dạ. là bao nhiêu tuổi tên gì? Dạ, cháu lớn 25 tuổi, cháu tên Nguyễn Văn Trung. Dạ. Dạ. Rồi. Cháu từ ngày cháu bị con vít á. Dạ. Dạ. Cháu cũng có đưa xuống chùa nhờ thầy trì giùm á. Dạ. À, nhưng mà cháu bị Covid là cháu chị hết chưa? Dạ cũng có khỏe rồi nhưng mà cháu về nhà với bố cháu á. Dạ. Dạ. Nhưng hình như cháu bị trết rồi. À, Dạ. rồi bị chết rồi đi khỏi nhà luôn. Dạ đi nửa tháng nay rồi. Tìm À, tìm không có. vậy hả? Dạ. Là chị nhận được cái thông tin mà cháu đi hơn nửa tháng nay là từ gia đình bên chồng chị hay là chị chính mắt thấy cháu đi? Dạ từ em gái nó, em Từ gái em gái. dạ là con gái út của chị. À, tức là dạ chị có ba người con. dạ tại Anh chị vì sống với nhau có ba người con ha, hai dạ trai một gái. dạ Một cháu thì bị tâm thần, còn dạ một cháu thì bị do bị stress rồi bỏ nhà ra đi. dạ Mà đến nay là cũng không có liên lạc được với chị luôn. dạ Vì chị đến đây là để mong cái Dũng chia sẻ lên để mà cho chị dạ sớm tìm được hai người con mình đúng không? dạ Dạ, vậy thì chị có đem hình của hai cháu thấy không? Dạ có. Chị có thể cho tiếng Dũng xem như là quý khán giả được xem hình của hai cháu coi như thế nào ha. Dạ, đây cháu nhỏ À, đây là cháu nhỏ hả? nè. Cháu nhỏ là tên Dạ. Nguyễn Thành Nghĩa. Nguyễn Thành Nghĩa chị ha. Dạ. Đây là cháu nhỏ Nguyễn Thành Nghĩa 24 tuổi hả chị? Dạ. À, kính thưa vị, và đây là cháu Nguyễn Thành Nghĩa 24 tuổi, là con của chị Văn đó vị, là đi thất lạc cũng gần một năm rồi chị ha. Dạ. Dạ, gần một năm rồi. Dạ. Là Em do cũng cháu bị tâm thần.
Chị Văn đưa vào bệnh viện, thì khi mà chị Văn đến thăm nó vì một COVID đó, thì cháu chạy ra ngoài rồi là cháu đi lạc tới bây giờ luôn, là cũng hơn 1 năm rồi. Thì chị Văn cũng rất là nhớ con và cũng muốn tìm lại để mà tìm lại con mình để mà nuôi dưỡng cho con mình tiếp tục hả chị ha? Dạ. Rồi cháu lớn đâu, hình cháu lớn đâu chị ha? Dạ, nó lớn vậy em. Dạ. Rồi đây là hình của cháu lớn ha. Cháu lớn là tên gì chị? Dạ, Nguyễn Văn Trung. Nguyễn Văn Trung. Dạ. Và đây là cháu Nguyễn Văn Trung, 25 tuổi. Là sau khi mà cháu bị COVID thì đã chữa trị khỏi rồi, do tinh thần của cháu cũng không được ổn định cũng như là bị stress á, rồi cháu cũng bỏ nhà ra đi luôn. Đó, đây là cháu Nguyễn Thanh Trung chị ha. Văn Trung. Văn Trung, 25 tuổi. Nếu quý vị nào xem được video qua hình ảnh này, gặp hình ảnh của hai cháu thì hãy liên hệ trực tiếp về với gia đình của chị nha. Và đây là cháu Nguyễn Văn Trung. Văn Trung, 25 tuổi. Và thấy rõ không em? Em cũng xin cộng đồng mạng có gặp cháu hai cháu thì chị giùm cho em. Dạ. Như vậy thì chị có thể chia sẻ số điện thoại của mình để cho quý cộng đồng có thể là liên lạc trực tiếp với chị nếu mà gặp hai người con của chị đó. Dạ. Dạ, chị đọc số đi. Điện thoại của em 0076 9033 2 9033 728. Dạ, số điện thoại của chị là 076 9033 728. Dạ. Chị ha. Dạ. Dạ. Thì từ lúc mà hai cháu đi lạc tới giờ đó là chắc có lẽ là chị cũng nhớ các cháu lắm hả? Dạ có. Đi tìm hoài mà không thấy à. Đi tìm luôn. Dạ. Đi tìm nhiều nơi không chị hả? Dạ có. Đi tìm ở đâu đâu? Cứ đi tìm ngay chỗ cháu bị lạc ở bệnh viện, đi cứ đi vòng vòng quay vậy đó. Đi vòng vòng quanh bệnh viện, xung quanh gần gần đó. Coi mong có gặp được con mình hay không ha. Dạ. Mà tới hôm nay đã biệt tâm tích luôn. Dạ. Cũng thương quá ha. Dạ. Rồi cháu lớn thì trước khi mà đi lạc đó là cháu có liên hệ với chị hay không? Dạ không có liên hệ, nhưng em cháu điện thoại cho em thì em bắt cục đi tìm cũng thấy luôn. Cũng đi tìm cháu lớn mà mình không biết tìm ở đâu luôn. Dạ. Dạ, là em của cháu thông báo là anh đã đi rồi. Dạ. Anh đã đi ra khỏi nhà rồi. Dạ. Mà không biết là đi đâu. Dạ. Dạ. Nhưng mà cháu lớn là theo như chị cảm nhận đó, mình nuôi con thì mình biết ha. Mình biết con mình là nó có bị ảnh hưởng về cái hệ thần kinh giống như người em hay không hay là bình thường? Dạ bình thường, nhưng nó bị COVID, bị stress á. À bình thường. Do bị COVID rồi giống như là cũng hơi buồn rồi chè chết thôi chứ không phải là tâm thần mà bỏ đi như người em ha. Dạ. Dạ. Thì hiện nay chị rất là mong muốn tìm được hai người con mình đúng không? Dạ. Em cũng mong cộng đồng mạng cả trong ngoài nước, cả nước này, có gặp thì chị giùm cho em. Gì hả? Dạ. Về công việc hiện nay của chị đó là có ổn định đi làm kiếm tiền hay không hay là có khi làm hay không? Dạ không, từ ngày bùng dịch giờ người cũng không được khỏe. Rồi hiện nay là chị ở đâu? Dạ ở nhờ cái ở cốc của thầy ở Bình Chánh đó. Ở Bình Chánh, tức là mình ở tạm cái cốc của người thầy để mà ở tạm đó thôi chứ mình cũng không có đi làm giúp việc nhà như lúc trước hả? Dạ lúc này là khỏe để đi làm, mà lúc bệnh thì về nhờ thầy trị, đáng nhờ thầy trị giùm và bấm huyệt rồi giùm. Tại vì bị cái u ở sau lưng này. Bị khối u sau lưng nữa hả? Khối u to không? Cũng nhỏ chưa to lắm. Dạ. Nếu mà mình mà khỏe mà mình đi làm đó là được bao nhiêu tiền ngày? Cũng không có thường lắm. Không, cái ý em hỏi là ví dụ như mà chị đi giúp việc nhà cho ta. Dạ. Một ngày như là người ta trả cho chị bao nhiêu tiền? Dạ 200 có, trăm mấy có vậy đó. Dạ. Vậy hả? Thì cái nguyên nhân vì sao mà chị với anh lại đi dị với nhau mà không ở chung để mà chăm sóc con? Dạ trường dài dòng lắm. Yeah. Không chia sẻ được ha. Dạ. Dạ thôi vì mình cũng khó quá mình cho qua chị ha. Dạ. Dạ thì khi mà chị đi về đây đó là chị tìm em đó là chị có tiền xe về đây hay không hay là phải mượn ai? Không có bà chị
em cũng không nói không đi, À. nhưng bà chị bà nói thôi đi đi chị cho mượn tiền. Vậy hả? Hết sức không? Bởi vì trong cuộc sống mà đôi khi mình muốn có được vài trăm ngàn hay hoặc là 1 triệu gì đó mà để mà đi cái công việc cũng khó khăn với một cái người lao động như chị ha. Dạ. Và thì theo như những lời tâm sự của chị nãy giờ thì em cũng cảm nhận được cái tấm lòng của người mẹ, Dạ. lúc nào cũng nhớ con, thương con, cho dù con mình có bị tâm thần đi chăng nữa thì mình cũng không có bỏ được, đúng không chị ha? Dạ. Chị cũng mong một ngày gần đây chị sẽ tìm gặp hai người con mình Dạ. qua kênh của Tuấn Dũng để mong quý bà con cô bác ở xa gần khi xem video này thấy được hình ảnh của hai con thì hãy liên hệ trực tiếp qua chị nha chị Dạ. ha. Dạ. Dạ thì em cũng biết được cái hoàn cảnh của chị cũng đi làm thuê kiếm tiền, Dạ. nhưng mà gần đây do sức khỏe kém thì chị cũng không có tạo ra cái đồng tiền Dạ. để mà mưu sinh cho cuộc sống, Dạ. và đồng thời chị về đây để mà nhờ em quay thì chị cũng có mượn tiền của một cái người chị để mà đi xe về đây nha Dạ. chị ha. Thì em cũng cảm nhận được điều đó, và em sẽ thay mặt một Dạ. chị Văn ở bên Mỹ cũng có gửi cho em 200 đô để mà đi giúp những hoàn cảnh khó khăn, mỗi một người 500 ngàn đó chị á. Dạ. Thì em sẽ thay mặt chị Văn, chị Nguyễn Thị Văn ha, Dạ. hỗ trợ cho chị một ít kinh phí để cho chị đi xe nha Dạ. chị ha. Dạ Dạ em cũng đây là 500 ngàn này của chị Văn. cảm Dạ ơn cộng đồng mạng, cảm ơn chị Vân gì đó. dạ Dạ. ừ Có cho em tiền xe. dạ dạ thôi chị cũng gắng bớt là cái cơn buồn bã, Dạ. thì từ từ thì sẽ sớm gặp lại con của mình qua Dạ. kênh của Tiến Dũng nha. Dạ. Dạ thì em cũng chúc cho chị gặp nhiều may mắn, Dạ. và mong một ngày sẽ gặp lại chị Dạ. và sẽ gặp luôn các con của chị, đoàn Dạ. tụ gia đình với chị nha. Dạ. Dạ Em cũng cảm ơn cộng đồng mạng và cảm ơn anh Tấn Dũng dạ đã cho em lên YouTube này để tìm con em. dạ rồi vậy chị ha. Dạ. Vâng, cái thưa vị thì nãy giờ chị Văn cũng đã bày tỏ hết cái tâm tư nguyện vọng của mình là mong sớm gặp được hai người con của mình. Thứ nhất là cháu lớn là tên Nguyễn Văn Trung. Nguyễn Văn Trung, 25 tuổi. Cháu cũng chỉ mới hơi bị stress thôi chứ không phải là tâm thần, cho nên là khi mà cháu có xem được video này thì biết là mẹ mình đang muốn gặp lại con, thì cháu hãy liên hệ với mẹ để về, hay hoặc là quý khán giả biết được em Trung ở đâu thì hãy liên hệ với chị Văn để cho chị Văn sớm gặp lại các con của mình. Tiến Dũng và chị Văn đến đây cũng xin tạm kết thúc video tại đây, và kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và công việc thì được thuận lợi và gia đình hạnh phúc. Vậy đây Tiến Dũng và chị Văn xin được phép kính chào. Dạ em cũng cảm ơn cộng đồng mạng. Dạ, chào Dạ. chị nha. Dạ.